Anh có thể cho em biết được cái cảm giác của mình sau khi mà xem bộ phim như thế nào không ạ? Cái cảm giác đầu tiên là vui vì những cái tình tiết hài trong phim rất là dễ thương, phải nói là coi mà mình bật cười mà mình chịu không được, cũng rất là dễ thương. Còn cái thứ hai mang tới là cái xúc động, đó là những cái hoàn cảnh về các nói chung là những cái mảnh đời về thế giới thứ ba được thể hiện rất là rõ qua cái phim này. Thì khi mà coi thì không biết khán giả những người khác coi như thế nào, riêng BBBB coi mà mình cảm rất nhiều cảm xúc lắm, tại vì bản thân mình cũng là trong thế giới thứ ba, mình hiểu rõ được những gì mà phim muốn mang tới với khán giả.